Thưa các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi có cái chủ đề rất là hay, đó là ứng xử với di sản kiến trúc từ tham chiếu quốc tế nhìn về phía Việt Nam. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng được đón chào rất là nhiều các vị quý vị tham dự ngày hôm nay với các người những người kiến trúc sư rất là nổi tiếng của thế giới. Vâng ạ. Xin thưa quý vị và các bạn, trong cái tiến trình phát triển của nhân loại và các quốc gia, kiến trúc được coi là một trong những cái loại hình nghệ thuật kỹ thuật có vai trò rất là quan trọng với tính đặc thù cao và gắn bó hữu cơ với sự phát triển của lịch sử văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, xã hội, tổ chức không gian sống của con người và xã hội. Kiến trúc mang tính khoa học, nghệ thuật sáng tạo, tạo ra các sản phẩm công trình kiến trúc là một trong những cái thứ rất là quan trọng phục vụ con người. Thưa các bạn, thì chúng tôi cũng không để các bạn chờ lâu nữa. Thì chúng tôi cũng xin được nói rằng là chúng tôi rất là vui mừng được chào đón cái sự tham dự rất là tuyệt vời của các khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính chào và xin được cảm ơn anh tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên. Thưa các bạn, anh Tô Kiên đã có 25 năm nghiên cứu giảng dạy đại học và đồng thời làm kiêm nhiệm làm thực hành tư vấn tại một trong số những công ty tư vấn quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc tại châu Á. Anh được đào tạo tại Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Berlin, Westminster của Đức, cũng như là Đại học Kumamoto của Nhật Bản. Sau khi nhận học vị tiến sĩ tại Đại học Kumamoto, anh đã làm nghiên cứu postdoc và phó giáo sư tại Đại học Kyushu. Sau đó anh cũng có rất là nhiều kinh nghiệm làm việc tại Singapore cũng như là tại giảng dạy tại Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore. Từ năm 2017 đến nay, anh Tô Kiên được tập đoàn tư vấn phát triển hạ tầng East Japan tại Tokyo đang làm việc với cương vị là quy hoạch sư cao cấp kiêm quản lý ban quốc tế. Vâng ạ. Đồng thời là chúng tôi cũng được biết rằng là anh Tô Kiên cũng rất là quen thuộc với nhiều diễn đàn về kiến trúc hay là những cái chủ đề nóng hổi liên quan đến di sản của Việt Nam và thế giới. Anh cũng đồng thời là giảng viên cao cấp tại trường Công nghệ và Thiết kế thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn anh Kiên đã dành thời gian tham dự với Midnight Talk ngày hôm nay của chúng ta. Đồng thời, ngoài sự tham dự của anh Tô Kiên, thì chúng ta còn có hân hạnh được đón chào các diễn giả trong ngày hôm nay. Đầu tiên, tôi xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ kiến trúc sư Trương Ngọc Lân. Anh Trương Ngọc Lân thì, thưa các bạn, anh tốt nghiệp đại học và thạc sĩ, cũng đồng thời làm cái học vị tiến sĩ tại Đại học Xây dựng Hà Nội. Và hiện nay anh đang là Phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch và là giảng viên bộ môn lý thuyết và lịch sử kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Anh cũng là thành viên đồng sáng lập kiêm kiến trúc sư của công ty cổ phần kiến trúc quốc tế 1 cộng 1 lớn hơn 2, thành viên của tổ chức Docomomo Việt Nam và tham gia nhóm Vì một Hà Nội đáng sống trong một dự án bảo tồn và chuyển đổi những công trình cũ trở thành không gian công cộng, không gian văn hóa sáng tạo. Anh Trương Ngọc Lân còn được biết đến với tư cách tham gia rất biết rất nhiều những cái giáo trình liên quan đến lịch sử kiến trúc thế giới, lịch sử nghệ thuật văn hóa kiến trúc phương Đông cho Đại học Xây dựng, và cũng có rất là nhiều các tạp chí có những nhiều bài trên các tạp chí quốc tế. Tiếp theo chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn sự tham dự của thạc sĩ kiến trúc sư Đặng Sơn. Anh Đặng Sơn cũng là một người rất là hạnh là thực ra là cũng bằng tuổi của bọn chúng tôi, và anh đã có rất là nhiều cái tiếng nói trong nhiều diễn đàn khác nhau về các công trình hay là những cái dự án dấu ấn trên toàn cầu. Và anh Đặng Sơn thì tốt nghiệp thạc sĩ kiến trúc tại Đại học Cornell của Mỹ. Anh từng làm việc tại những công ty kiến trúc lớn của thế giới như là OMA New York hay là Carlos Zapata Studios New York, vân vân. Chúng tôi cũng được biết rằng là anh Kiên, xin lỗi, anh Đặng Sơn, từ khi mà trở về nước thì anh đã có cái tư vấn rất là nhiều trong cái dự án giúp chủ đầu tư tránh được những sai lầm nghiêm trọng trong việc phát triển dự án mà không theo chuẩn mực quốc tế, hay là làm từng bước nâng tầm những cái dự án của Việt Nam. Và ngày người cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay cũng như là một người kiến trúc sư rất là trẻ, và cũng có rất là nhiều tiếng nói trong việc phản biện hay là những cái tiếng nói nhiều góc nhìn khác nhau trong các vấn đề kinh tế xã hội kiến trúc. Anh thạc sĩ kiến trúc sư Lê Quang, xin được trân trọng cảm ơn anh đã tham dự với chương trình Midnight Talk số 36 của chúng tôi. Thưa các bạn, anh Lê Quang thì tốt nghiệp cử nhân kiến trúc của Đại học Kiến trúc Hà Nội vào năm 2011, và trước khi lấy bằng
MAS tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ và thạc sĩ kiến trúc cấp 2, cấp cao học của Đại học Harvard. Thì anh sau đó anh đã thành lập công ty Lê Quang Architect S với mục đích là học thuật và làm nghề về kiến trúc. Những kiến trúc của anh Quang cũng đã giành được rất là nhiều giải thưởng ở quốc tế, và gần đây thì anh cũng có một cái công trình là A House in Hội An, làm kiến trúc sư trưởng, đã được giải thưởng Architecture Master Prize trong hạng mục kiến trúc xanh. Vâng ạ, xin được cảm ơn các diễn giả và các những người các bạn đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, thì có một vài lời trước khi mà nhường lời cho anh Tô Kiên, trước khi mà bước vào cái phần nói chuyện rất là cởi mở của chúng ta ngày hôm nay. Thì như các bạn đã biết ấy, là sáng tạo của kiến trúc sư là ảnh hưởng rất là lớn đến xã hội và từ cái vườn văn hóa cũng như là đến kinh tế. Các công trình kiến trúc có giá trị tùy theo mức độ và tầm ảnh hưởng thì được đánh giá và công nhận là di sản văn hóa của một quốc gia hay thậm chí là của thế giới, và trở thành một cái nguồn tài nguyên của quốc gia và địa phương đó, đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế, đặc biệt là các kinh tế như là du lịch, văn hóa đang rất là phát triển trong cái xu hướng toàn cầu hóa ngày nay. Chúng tôi cho rằng cái ứng xử với các cái di sản nói chung và các cái di sản kiến trúc nói riêng nó như thế nào có thể mang lại được cái sự đồng thuận trong công chúng cũng như là cái sự cân bằng các lợi ích kinh tế xã hội hiện nay đang là một câu hỏi rất là lớn. Và Midnight Talk số 36 này của chúng tôi thì chúng tôi cũng không có tham vọng là sẽ mang lại những cái nhìn rất là thấu đáo hay là những cái vấn đề nóng hổi hiện nay, thì có thể là chúng ta cũng không đủ thời gian để nói chuyện hết, nhưng mà tôi cũng rất là mong rằng qua những cái câu chuyện cởi mở về cái chủ đề rất là hay của ngày hôm nay, đó là ứng xử với di sản kiến trúc từ tham chiếu quốc tế nhìn về Việt Nam, thì quý vị và các bạn sẽ có thêm những góc nhìn cởi mở hơn, đa chiều hơn, và cũng mà có những cái luận cứ tốt hơn để mà rút thêm trong cái quá trình mà mình có thể là nhìn nhận về những cái công trình của Việt Nam. Xin cảm ơn các quý vị và các bạn đã theo dõi đến phần này. Nó hơi dài một chút bởi vì chúng ta hôm nay có bốn khách mời và diễn giả, và chúng tôi cũng không để các bạn chờ lâu hơn nữa. Tôi xin được kính mời anh Tô Kiên có thể tiếp nối lời của Hà ngày hôm nay thay mặt cho Metamice sẽ dẫn dắt cái chương trình Midnight Talk số 36 của chúng ta được không ạ? Xin mời anh Tô Kiên. Vâng Vâng, vâng, xin lỗi. xin mời anh Tô Kiên ạ. Vâng. Xin cảm ơn chị Hà, và cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã cho anh em chúng tôi giới nghề, giới kiến trúc, những người thực hành, những người làm lý thuyết, làm lý luận trong giới kiến trúc được ngồi lại với nhau trong một cái platform, một cái diễn đàn đang nổi lên rất nhanh là Midnight Talk, như chị Hà cũng có giới thiệu. Và chúng tôi cũng rất là vui khi mà Midnight Talk chọn một cái chủ đề rất là nóng hổi và thời sự là cái chủ đề di sản. Sở dĩ là chúng tôi nói cái sự nóng, cái gọi là cái tính thời sự là bởi vì mọi người cũng biết ở đó, tức là gần đây thì có rất nhiều những cái câu chuyện về liên quan đến di sản, trong đó có đặc biệt là cái gần nhất là cái công trình 61 Trần Phú, thì nó cũng là một cái xúc chất xúc tác để chúng ta có thể ngồi lại với nhau hôm nay nói về cái chủ đề di sản. Và cũng anh em chúng tôi cũng xin mời tất cả các quý vị và các bạn, chúng ta tâm sự với nhau đêm khuya tối thứ bảy trong một cái không gian rất đặc biệt do chính Tu Kiên, do chính mình thiết kế. Nói vui vậy thôi cho mọi người cùng lấy thì này, cái không gian ảo này thì các bạn cũng thấy là mình chú ý, mình chọn một cái nhà xưởng và đã được biến gọi là cho nó một cái đời sống mới khi mà tái thiết kế lại để trở thành một cái studio và một cái không gian làm việc kiểu co-working rất là hiện đại. Rõ ràng là nó mang một cái hơi thở mới, thì hy vọng đây là cái nguồn cảm hứng để cho chúng ta có thể nói về cái câu chuyện ngày hôm nay. Thế thì còn về cái chủ đề thì như chị Hà cũng có nói rồi đó, thì chúng tôi cũng không có tham vọng là có thể có được, nếu mà chúng tôi sa vào những cái cuộc lý luận và những cái chủ đề mà nó phức tạp và bản thân dư luận cũng rất là tốn rất nhiều giấy mực rồi, thì có thể nó sẽ cần rất là nhiều thời gian và chưa chắc nó điên đâu. Mà thay vào đó thì như các quý vị cũng thấy trong cái tiêu đề của cái chương trình là chúng tôi đã chú ý chọn cái giá trị của cái chương trình này chính là ở cái tham chiếu quốc tế. Bởi vì tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì như chị Hà cũng có giới thiệu về profile của anh em chúng tôi,
thì nói chung là chúng tôi thì cũng được cái là cũng có có cái sự tương tác quốc tế và cũng có nhiều kinh nghiệm để có thể rất là muốn chia sẻ cùng mọi người. Đặc biệt là khi mà chúng tôi ở các cái vùng địa lý khác nhau như thế này, ví dụ như tôi đang ngồi tại Tokyo và cũng sống và làm việc ở Tokyo ở Nhật Bản cũng tổng cộng cũng 13 14 năm nay rồi. Thế còn ví dụ như Quang đây cũng đang ngồi tại Đức, chúng ta đang ngồi các múi giờ khác nhau và tôi cũng chưa có tức là nói thêm tức là ví dụ như ngoài về tính cách nữa để nói chuyện vui một xíu ấy, tức là cũng có những cái tính cách khác nhau, ví dụ như là Quang tính cách rất là Đức và Sơn cũng tính cách rất là Mỹ, và chúng tôi sẽ có hôm nay chúng tôi sẽ cover về cái nội dung, cũng có một cái sự chuẩn bị trước là gần như là đi vòng quanh mấy cái châu lục quan trọng nhất, ví dụ như tôi sẽ cover về cái phần châu Á, trong đó sẽ giới thiệu về Nhật Bản và Singapore là hai cái đất nước mà tôi sống và làm việc lâu năm, gần như là quê hương thứ hai và thứ ba của mình. Thế còn Quang thì sẽ cover về bên châu Âu, đặc biệt là các cái ví dụ về bên Đức cũng như là một có thể sẽ nói qua cả về bên Pháp và Ý. Sơn thì sẽ nói về các cái kinh nghiệm và các cái câu chuyện tại Mỹ, và anh Lân thì sẽ nói về cái câu chuyện tại Việt Nam. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có một cái buổi chia sẻ sharing để nhiều những cái thông tin bổ ích, và để xem cái quan trọng nhất mà tôi cho là cái quan trọng nhất là chúng ta biết được cái thế giới xung quanh chúng ta từ xa đến gần, từ các nước phát triển cho đến những cái các nước mà gần gũi mình trong cuộc. Và bây giờ thì tôi xin chính thức được bắt đầu cái phần về chuyên môn là phần dẫn nhập. Thì trong cái phần tổng quan này thì tôi sẽ nói như tôi có nói đó, tức là tôi sẽ nói về các cái câu chuyện có tính chất khái niệm và về di sản và những cái nói chung trên thế giới. Thì tôi chọn cái hình ảnh mà cover này là cái hình ảnh của cái cổng Khải Hoàn Môn tại Pháp, với một cái quy hoạch tuyệt đẹp và nhìn từ trên xuống nó có một cái sự đồng nhất tuyệt vời trong cái quần thể di sản này. Tôi nhấn mạnh cái chữ quần thể vì từ đó chúng tôi anh em chúng tôi sẽ thảo luận về cái vấn đề đó. Thì tôi có trích dẫn hai cái câu nói rất là nổi tiếng này. Một cái câu nói quyết danh nói rằng là dịch ra tiếng Việt là thành phố mà không còn những ngôi nhà cổ kính thì cũng như là con người không còn ký ức. Đấy là một cái câu mà có lẽ nhiều người cũng đã từng nghe. Và một câu nổi tiếng thứ hai nữa rằng là nếu như chúng ta bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn lại chúng ta bằng đại bác. Thì hai câu này nó nói lên cái tính tầm quan trọng của di sản, cũng như là nói lên cái tính cái thái độ ứng xử, cái quan trọng là cái vấn đề ứng xử của chúng ta đối với những cái di sản cho các cái thế hệ ông cha ông để lại. Và tôi chú ý chọn thêm cái hình nền là một cái hình ảnh có thể gọi là gây sốc nhất là trong giới nghề, đó là cái hình ảnh mà chính chúng ta, không phải do tự nhiên, không phải do động đất, không phải do làm chính chúng ta đem những cái xe đến những cái thiết bị cơ giới đến để phá toan tan cái nhà thờ Bùi Chu trước những cái nỗ lực mà rất là nỗ lực của anh em chuyên gia trong rất là nhiều tháng ngày, và cuối cùng đã không đi được đến cái kết thúc có hậu. Tôi chọn một cái một thực ra đây là một cái game mà tôi làm rất là nhanh. Nó là khi mà các bạn hay có thói quen Google Maps đúng không? Chúng ta Google Maps cái nọ cái kia. Thì đây là cái hình ảnh mà khi mà tôi Google Maps Paris. Thế thì khi Google Maps Paris thì các bạn sẽ vừa xong đây, tôi vừa làm thì nó sẽ hiện ra hai cái công trình này. Nó khá là random, tôi ngẫu nhiên thôi. Nhưng mà thứ nhất là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là có cái bảo tàng Louvre, là một trong những cái nó nằm ở vị trí này, gần như là trung tâm của trung tâm luôn, của cái lõi của Paris luôn, và gần như là một trong những cái biểu tượng của Paris. Paris thì có rất nhiều biểu tượng mọi người cũng biết rồi. Và cái mà tôi muốn nói ở đây là cái hình ảnh cái kim tự tháp này, khi mà anh em chúng tôi học kiến trúc từ thời xưa ấy, là đã rất là ngưỡng mộ cái cách mà họ mở rộng cái bảo tàng Louvre này. Vẫn là một cái cấu trúc cũ nhưng mà cần cái nhu cầu mở rộng, tức là nhu cầu phát triển, thì họ đã đưa vào một cái khối hiện đại và có cái sự tương phản vân vân, và nó vẫn đem được cái tính thẩm mỹ, và cái giữa cái cũ và cái mới nó vẫn lồng ghép được với nhau một cách tuyệt vời. Và đây là một trong những tuyệt tác của kiến trúc do kiến trúc sư Yo Ming Pei, còn bên này thì là cái nhà thờ Đức Bà. Cái câu chuyện là
khi mà nếu mà các bạn làm một cái game nhỏ này thôi, tức là bạn vào vào Google Maps này, bạn search Paris như mình đã nói này, và sau đó bạn vào bên phải dùng cái công cụ Street View, tức là cái công cụ mà có cái hình người đó màu vàng này. Bạn chỉ cần ném cái Street View đó, cái hình người đó vào bất cứ cái vị trí nào ở trong cái khu lõi trung tâm này. Toàn bộ khu này là tính là khu trung tâm Paris. Bạn ném một cách ngẫu nhiên cái hình người màu vàng đó vào trong bất cứ một cái con đường nào trong khu trung tâm này, bạn sẽ thấy hiện lên luôn toàn bộ các cái con đường của Paris, nó đều tăm tắp, tất cả các mặt tiền nó đều và nó đẹp và nó được duy tu bảo trì cực kỳ tuyệt vời, tức là những cái màu sơn tất cả mọi thứ nó muột nà và nó đẹp, nói chung là một cái thành phố diễm lệ mình có thể nói. Và cái hay nhất là tôi đã thử cái game này, tức là tôi ném cái một cách rất ngẫu nhiên cái hình người đó vào khoảng 10 cái con đường, ném 10 lần thì cả 10 lần đều ra cái cảnh quan gần như giống nhau. Thì cái điều này các bạn có thể tự làm. Tất nhiên là nếu mà chúng ta thử với Hà Nội thì câu chuyện là sẽ khác hẳn, các bạn sẽ thấy những cái sự lộn xộn này kia, các cái nhà phố này nọ. Thế thì cái câu chuyện này mình muốn nói cái gì? Mình muốn nói rằng cái vấn đề về bảo tồn di sản nó sẽ rộng hơn là một cái công trình, mà nó là cả một quần thể. Và Paris họ đã bảo tồn như thế nào, tốt như thế nào đối với cả một cái khu vực lõi lịch sử như vậy thì chúng tôi sẽ bàn tiếp theo. Thế bây giờ chúng ta nói về cái khái niệm về di sản này, thì chúng ta có ba khái niệm tôi muốn đưa ra rất ngắn ở đây. Thứ nhất là khái niệm về di sản văn hóa. Thì di sản văn hóa là những cái tài sản vật thể và phi vật thể có giá trị và chọn lọc của một nhóm người hay một xã hội mà được kế thừa từ thế hệ trước. Thì cái này là định nghĩa của giáo sư Logan, rất là nổi tiếng, và cũng là một thành viên của một là chuyên gia UNESCO. Thế còn về di sản xây dựng ấy, tiếng Anh gọi là built environment, thì built heritage thì là đại diện cho các cái lớp lịch sử, tức là các cái, ở đây mình hỏi là các cái lớp lịch sử, các cái layer của các cái môi trường xây dựng với các cái kiểu vật liệu truyền thống, bao gồm các cái công trình lịch sử cũng như khu vực các cái tuyến cảnh quan lịch sử, và chúng là những cái bằng chứng vật chất để cho chúng ta thế hệ sau thấy được cái sự phát triển văn hóa của cái xã hội đó. Thế còn về cái chủ đề chính của chúng ta là di sản kiến trúc là gì, thì di sản kiến trúc là những các cái di tích của các cái di sản văn hóa, các cái nhóm công trình và các cái địa điểm mà có cái giá trị phổ quát nổi bật theo cái quan điểm về lịch sử hoặc quan điểm về nghệ thuật hoặc quan điểm về khoa học. Và theo cái lý thuyết hiện đại về trùng tu thì phẩm chất của di sản văn hóa là giá trị lịch sử và giá trị thẩm mỹ. Chúng ta lưu ý hai cái từ khóa là giá trị lịch sử và giá trị thẩm mỹ. Bởi vì là tại sao tôi nói câu chuyện này, bởi vì có một số những cái công trình có thể có giá trị lịch sử, ví dụ rất là nhiều trăm năm, nhưng chưa chắc là có giá trị thẩm mỹ, và ngược lại có những công trình như là anh em chúng tôi làm, ví dụ như thầy Lân đây có làm về các cái câu gọi là khái niệm về những cái di sản lịch sử của thời hiện đại, tức là có thể chỉ những năm 60 thôi, cái lịch sử nó chưa dài nhưng mà lại có những cái giá trị về 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 về, về kiến trúc mà rất là đặc sắc. Thì cái này là giới nghề họ đang làm cái việc đó. Cái hình này thì tôi chỉ muốn minh họa rất nhanh rằng là trong cái vấn đề về bảo tồn di sản nó có quá nhiều các cái sự tham gia các bên, tiếng Anh gọi là các cái stakeholders, và nó rất là phức tạp, bởi vì nó các bạn thấy đây, nhìn qua có thể thấy nào là từ kỹ sư, những cái người làm nghề, những người làm luật, những người quy hoạch, rồi kể cả những cái nhà khảo cổ, rồi các chính trị gia, rồi nhà kinh tế gia, kinh tế học vân vân, nó rất nhiều những cái yếu tố, rồi các cái thợ nề, những cái người mà họ chuyên có những cái nghề mà để có thể trùng tu vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái câu chuyện này nó không chỉ đơn giản là di sản chỉ nói như vậy, mà chúng ta phải hiểu đằng sau nó có rất nhiều những cái stakeholder, và nó có những cái sự mâu thuẫn nhất định, và cái sự phối hợp đôi khi là nó không được ăn khớp hoặc là có nhiều những cái ý kiến trái chiều. Thì có một cái mâu thuẫn rất là cố hữu giữa bảo tồn và phát triển, và cái này là tất cả các nước đều dính chứ không chỉ là đặc thù của nước nào cả. Và cái câu hỏi đặt ra của tất cả các nước là làm thế nào để, thứ nhất là chúng ta cái điều quan trọng là vì sao cần có cái sự cân bằng và hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Cái này là chúng ta phải ý thức được đã, tức là nâng cao được cái ý thức về cái chuyện là cái đấy là điều cần thiết, tức là chúng ta không chỉ có phát triển không, mà chúng ta phải có cả cái sự cân bằng của bảo tồn. Và cái câu hỏi thứ hai là làm thế nào để dung hòa được cái xung đột và tạo được cái từ mà tôi gọi là cộng sinh giữa bảo tồn và phát triển. Thì tí nữa khi mà nói về các cái trường hợp của Nhật Bản chẳng hạn thì tôi cũng sẽ minh họa để cho các quý vị và các bạn sẽ thấy cái điều đó. Thì đây là một cái hình mà tôi có viết trong các cái sách trước kia. Thế thì tôi tuy rằng nhìn đến đây thì có vẻ phức tạp, nhưng thực ra tôi chỉ muốn quý vị tập trung vào mấy cái ý này thôi, cái phần này thôi, là ba cái phần quan trọng nhất của ngày hôm nay.
là bảo tồn di sản văn hóa này, yếu tố thứ hai là các cái giá trị bản sắc truyền thống địa phương, và thứ ba là vấn đề phát triển du lịch, thì nó có những cái sự tương 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 sinh và tương khắc lẫn nhau như này. Tôi nói ví dụ như đây các bạn, là giá trị mà bản sắc ấy. Nếu mà bản sắc ấy, thì nó sẽ tương sinh và nó sẽ giúp cho phát triển du lịch, đúng không ạ? Nếu có bản sắc tốt thì phát triển du lịch tốt, đúng không ạ? Nếu mà có bảo tồn di sản văn hóa tốt thì sẽ phát triển du lịch tốt, đúng không ạ? Thì đây là những cái dấu cộng. Nhưng mà ngược lại, đối với những cái dấu trừ là gì? Ví dụ như là bên này là thương mại hóa, hiện đại hóa, thì nó sẽ làm giảm đi cái bản sắc, đúng không ạ? Nó sẽ làm mất đi cái bản sắc địa phương, thì đây là dấu dấu trừ đỏ. Hoặc là thương mại hóa, hiện đại hóa thì sẽ ảnh hưởng đến cái bảo tồn văn hóa, thì đây là dấu trừ. Thì cái tính phức tạp và mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển nó khá là tinh tế, nhưng cũng đồng thời là phức tạp. Thế thì cái mâu thuẫn này nó ở rất nhiều nước dính, và đây là một cái ví dụ khá là nổi tiếng, là cái ví dụ về di sản là cái thung lũng Elbe ở thành phố Dresden ở Đức. Và cái vụ này lên báo rất là nhiều, bởi vì trước kia nó họ thì cái thung lũng này rất là tuyệt đẹp và giữ được cái cảnh quan cả về tự nhiên cũng như là các cái lâu đài, các cái công trình, cho nên là được UNESCO đưa vào là di sản thế giới. Thế nhưng mà cái nhu cầu, do cái nhu cầu phát triển, thì ở phía bên phải thì các bạn quý vị có thể thấy là cái bản đồ này thì là có những cái đường vành đai, đúng không ạ? Như chúng ta cũng biết là bây giờ Hà Nội, Sài Gòn đều có những cái đường vành đai, đúng không ạ? Cần phải thực hiện để phát triển đô thị và giao thông. Thì cái đường vành đai có cái màu đỏ này phía bên phải dưới cùng đấy, ở phía màu đỏ này thì họ xây một cái cầu để đảm bảo cho cái việc đó. Và chính cái cầu này theo cái quan điểm của các chuyên gia UNESCO là nó đã phá vỡ cái cảnh quan lịch sử của cái thung lũng Elbe này, và cuối cùng là UNESCO đã quyết định là rút cái danh hiệu di sản thế giới. Và đây là một cuộc tranh luận rất lớn, và ngay kể cả trong trong nước Đức cũng có hai luồng, có luồng thì ủng hộ cái việc là xây cái cầu này, và có luồng thì ủng hộ cái việc là không nên xây mà cố gắng giữ được cái cảnh quan lịch sử. Nói như vậy để chúng ta, đây là một cái ví dụ điển hình thôi, để nói cái sự mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển có thể lên đến đỉnh điểm như vậy. Thế rồi là có một cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề về tài chính, tức là rất nhiều các quốc gia, kể cả giàu cũng như nghèo, thì thường phải đối mặt với cái thách thức là những cái quỹ về bảo tồn rất là eo hẹp. Tiền đâu ra để mà bảo tồn, tiền đâu ra để mà trùng tu, mà trong khi đó thì cái áp lực về 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 về, về, về từ cái từ về kinh tế thị trường ấy, cái áp lực mà đô thị hóa và áp lực mà phá di sản nó rất là khủng khiếp. Thế thì tồn nó ảnh hưởng cái sự tồn vong của di sản. Thế thì tuy nhiên ấy, thì tôi nhận thấy là chính cái kinh tế thị trường ấy, là nó có một cái đặc trưng về cái thành phần kinh tế tư nhân ấy. Và nó có những, và rất là nhiều nước hay áp dụng cái câu chuyện về cơ chế hợp tác công tư mà tí nữa tôi sẽ minh họa trong Singapore và Nhật Bản. Thì chính có thể cái cơ hội mà của cái cơ chế hợp tác công tư có thể là cái cơ hội để giải cái bài toán tài chính cho bảo tồn. Thì cái sự xâm hại nó có rất là nhiều dạng, nhưng mà tôi không không đi sâu vào, nhưng các bạn nhìn qua có thể thấy là xâm hại nó còn nhiều kiểu. Ví dụ như đây là xây chen, hoặc là tôi, đây là cái bài này là do tôi tổng kết, xây chen này, hoặc là bịt mặt này, hoặc là nâng tầng này, hoặc là xây lại bán phần này, hoặc là đập đi xây lại toàn bộ này, hoặc là hỗn hợp của các cái vừa nói trên. Và đây tôi chiếu rất nhanh slide, các bạn nhìn thấy là đây một số các cái khu vực phố Pháp tại Hà Nội, và minh họa đúng những cái câu chuyện về xây chen, bịt mặt hoặc là ví dụ như là bịt mặt, hoặc là nâng tầng hoặc là hỗn hợp, hoặc là đập đi xây lại hoàn toàn, ví dụ như vậy. Thế thì trong các cái cách tiếp cận về bảo tồn thì tôi tạm tổng kết một cách khá là cơ bản thôi, là bốn cái dạng. Các bạn chỉ cần nhìn vào cái tích cũng được rồi. Thứ nhất là tích lớn, thứ nhất là bảo tồn nguyên trạng, cái này thì chắc là khá dễ hiểu, tức là nó đề cao cái tính chính gốc, mọi là nó không không vất gì vất dịch. Và cái này nó chỉ là một số ít thôi, tức là trong số các công trình thì chắc có lẽ là cái dạng mà cấp đặc biệt hoặc là cấp 1 thôi, thì người ta sẽ có cái đề cao cái tính nguyên trạng, và người ta chấp nhận rằng là cái tính, vì cái tính nguyên trạng mà có thể rằng là nó sẽ bị lạc lõng trong cái bối cảnh phát triển mới đó. Thế cái số 2 là gì? Và cái số 2 là bảo tồn trên cái cơ sở mà gắn liền với phát triển đó, tức là mình sẽ không đề cao cái tính nguyên gốc nữa, cái tính nguyên bản nữa, nhưng mà mình sẽ đề cao cái việc là làm thế nào để cái di sản đó mình vẫn giữ được một phần và nó cộng sinh được với cả cái xã hội mới. Thứ ba là bảo tồn trên cơ sở kế thừa. Kế thừa này thì nó có một cái phương pháp nó gọi, mà tí nữa tôi sẽ trình bày khá kỹ, nó gọi là adaptive reuse trong 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 tiếng Anh, có nghĩa rằng là mình gọi là cải tạo thích ứng. Thì cái này nó là sự lồng ghép giữa cái cũ và cái mới. Và cái phương pháp số 4 là phương pháp mà mix, kết hợp giữa ba cái phương pháp 1, 2, 3.
Cái hình ảnh này thì tôi muốn đưa vào để nói cái câu chuyện là thế này. Ở Việt Nam á, là cái câu, nó có những cái khi mà chúng ta lên truyền thông, người ta có những, có đôi khi nó có những cái sự bức xúc của xã hội với các cái vấn đề di sản, và bức xúc cả về các chính sách, các cái chính sách. Và có nhiều người, người ta thậm chí người ta phải thốt lên rằng là tại sao người ta có thể nghĩ được ra những cái chính sách nó kỳ như vậy, nó lạ như vậy, nó như là kiểu như là chẳng giống ai ấy. Thì cái này là cái mà tôi, hai cái hình ảnh này thì là của hai cái câu cụ ngôn, châm ngôn, một câu tiếng Việt ở phía bên trái hình con ếch và cái giếng, thì các bạn cũng hình dung ra là câu gì, và câu bên phải ấy, là của phương Tây, nói về cái việc rằng là chúng ta, tức là không nên reinvent reinvent the wheel, tức là chúng ta không nên cố gắng là ngồi nghĩ ra những cái giải pháp này giải pháp nọ của một cái thứ mà ở các nơi khác người ta đã làm rồi, và người ta làm rất tốt rồi, thì không nên làm lại nữa. Đấy là một cái câu châm ngôn của phương Tây, và cái này tôi muốn minh họa cho cái việc là tầm quan trọng của cái việc vì sao mà học hỏi tham chiếu quốc tế, tức là cái chủ đề ngày hôm nay nó trở nên quan trọng, là chúng ta cần biết rằng là thế giới họ làm như thế nào, thì chúng ta không phải cứ 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 ngồi mà thảo là tập hội nghị này rồi bàn tròn nọ, rồi chúng ta cứ tự nghĩ được ra những cái chính sách này kia, thì nó sẽ rất là lãng phí về thời gian, và chưa chắc nó đã đạt được cái hiệu quả tốt hoặc là cái về chất lượng. Thì tôi xin kết thúc cái phần dẫn nhập và ở đây, và tôi xin phép là mời diễn giả đầu tiên là thầy Trương Ngọc Lân, tiến sĩ Trương Ngọc Lân sẽ đưa chúng ta đến với những câu chuyện của Việt Nam. Hôm nay thì thầy Lân sẽ đưa chúng ta đến cái những một số những cái di sản rất là đang ở trong một cái khái niệm gọi là vùng mờ, và hôm nay thì Lân sẽ biện luận một chút và cho chúng ta hiểu thêm được thế nào là vùng mờ, và tại sao cái vùng mờ nó lại có thể là một cái gì đó nó nguy hiểm cho cái tương lai di sản nếu mà chúng ta không giải quyết tốt. Xin chính kính chào các anh chị em diễn giả cũng như là kính chào các quý vị trong ban tổ chức và các quý vị đang tham dự cái buổi Midnight Talk ngày hôm nay. Và tôi đang ở cái nơi mà đường truyền nó cũng không được tốt lắm. Hôm nay tôi đang ở một thành phố mà có thể tạm gọi thành phố di sản là Đà Lạt. Và cũng đang là một cái thành phố mà chịu nhiều cái sự đe dọa về về bảo tồn di sản nhất ở ở Việt Nam. Và trong đó thì nó cũng có những cái công trình ở trong phạm vi mà tôi muốn đề cập ngày hôm nay, tức là một cái gọi là vùng mờ. Thì cái vùng mờ này là như thế nào? Thì trước hết thì tôi cũng muốn nói thêm một chút về cái vấn đề, tức là cái bối cảnh về ở Việt Nam hiện nay trong các cái hoạt động mà bảo tồn phát huy các cái di sản kiến trúc và đô thị. Thì ở Việt Nam hiện nay thì có thể nói trong khoảng độ 2-3 năm trở lại đây thì các vấn đề di sản nó rất là nóng, có rất là nhiều cái cuộc tranh luận về những cái công trình được có thể nói là bị đe dọa hoặc là được có một cái dự án phá đi để mà xây dựng hoặc là làm một cái thứ khác. Thí dụ như là khu vực Hòa Bình ở Đà Lạt này, hay là dinh Thượng Thư ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi những cái trạm phát sóng Bạch Mai ở Hà Nội, rồi nhà thờ Bùi Chu, rồi gần đây là khu vực Ostep ở Hà Nội, 61 Trần Phú. Và rất là nhiều các cái, không chỉ những công trình đấy mà là ngay cả những cái công trình kiến trúc mà chúng ta mặc nhiên coi nó là di sản, là những công trình kiến trúc truyền thống, ví dụ như là nhà cổ, chùa chùa chiền, đình làng, vân vân. Công trình đó cũng nằm trong cái dòng xoáy có thể là nó được công nhận di sản rồi, nó là di tích lịch sử rồi, nhưng mà nó lại bị biến mất hoặc là bị xâm hại hoặc là bị làm biến dạng đến mức mà chúng ta không nhận ra được nữa, hoặc là mất cái giá trị nguyên gốc của nó đi. Thế thì có một cái điểm mà trong cái quá trình vừa qua thì tôi cũng có trực tiếp là tham gia vào một số cái tiếng nói kiến nghị trong những cái trường hợp như là trạm phát sóng Bạch Mai, cung thiếu nhi Hà Nội, hay là những công trình 61 Trần Phú, thì tôi mới nhận thấy có một cái điểm rất là đặc biệt ở Việt Nam chúng ta,
Tức là ngoài cái chuyện là cái mâu thuẫn giữa bảo tồn phát triển nó luôn luôn hiện tại hiện diện rồi, thì nó còn cái vấn đề nữa, tức là ở Việt Nam chúng ta thì hiện nay những cái công trình là nó có giá trị di sản mà nó gặp phải cái nguy cơ về về về, về mai một phải mất mát đi, nó có một cái điểm chung đấy là nằm trong một cái vùng nó gọi là vùng mờ. Nó thí dụ như là cái nhà thờ Bùi Chu này, nó là một công trình có giá trị di sản hẳn hoi, nhưng nó có một vấn đề, đó là nó không hề được công nhận là di tích. Thế thì cái vùng mờ này thì là cái gì, thì tôi cũng xin giới thiệu với cái khái niệm mà tôi tạm đặt ra như thế, đó là nhóm những cái công trình mà có giá trị di sản nhưng mà chưa hoặc là không được xếp hạng di tích, nên là không được bảo vệ và phát huy một cách đúng đắn. Thí dụ như nhà thờ Bùi Chu, nó hoàn toàn không được xếp hạng di tích, mặc dù nó nằm trong một cái danh sách những công trình có giá trị di sản của tỉnh, đấy là danh sách kiểm kê các cái công trình có giá trị, thế nhưng mà nó không được xếp. Thế và có rất nhiều những cái công trình giống như dạng nhà thờ Bùi Chu như vậy, ví dụ như 61 Trần Phú cũng như thế, trạm Phát thanh Bạch Mai cũng như thế, Dinh Thượng Thư cũng như thế, và cái khu Hòa Bình ở Đà Lạt cũng như vậy. Trong những cái loại di sản mà không được xếp hạng như là di tích để được bảo vệ, thì không nằm trong list, nói như tiếng Anh thì nó không được list, thì nó sẽ có những cái loại mà tôi tạm thống kê ra trong cái quá trình thực tiễn làm việc về di sản ở Việt Nam. Đấy là loại thứ nhất là cái loại mà chưa được phát hiện. Nhìn chung cái loại này là có thể là do nó bị ẩn khuất trong một cái diện mạo nào đó, hoặc là ví dụ như trạm Bạch Mai, trạm phát sóng Bạch Mai chẳng hạn. Đấy là một cái công trình mà vốn lâu nay người ta nhìn thấy nó là một cái biệt thự pháp cổ cộng với một dãy nhà pháp cổ thôi, nhưng mà người ta cũng không nghĩ nó là có một cái giá trị lớn lao gì cả, địa phương đều không biết. Thế nhưng mà chỉ có một số ít người trong đài phát thanh biết là đấy chính là cái điểm mà trạm phát sóng đầu tiên của cái ngành phát thanh của Việt Nam. Thì cũng nhưng mà đồng thời cũng không nhiều người biết, ngay cả trong ngành phát thanh cũng biết là đấy thực chất nó lại còn là trạm radio dân sự đầu tiên ở ở Đông Dương nữa cơ. Trước đấy những cái trạm radio, tức là trạm phát sóng khác thì nó đều thuộc về quân đội hết. Nói ở cái dạng là di sản chưa được phát hiện, nó là những cái dạng như vậy. Hay là di sản mà đã được kiểm kê đánh giá là loại thứ hai, nhưng mà không được xếp hạng do không có sự đồng thuận của chủ đầu tư. Thì đấy chính là chủ đầu tư, xin lỗi, tức là chủ sở hữu thì đúng hơn, đây tôi có dùng từ nhầm một chút. Đấy chính là cái nhà thờ Bùi Chu, nó không được cái người chủ sở hữu nó công nhận, đưa ra để mà xếp hạng đưa ra để mà lập hồ sơ để xếp hạng di sản. Có rất nhiều trường hợp như vậy, thí dụ như là những cái nhà cổ ở trong các cái làng cổ như Đường Lâm chẳng hạn, thậm chí là người ta còn ngại vì người ta thấy là nếu mà được công nhận là di sản di tích thì sẽ bị bó chân bó tay, không thể nào sinh sống được, không thể nào mà phát triển được, trong khi đó nguồn lợi đem lại từ cái di sản thì không có, nên người ta không muốn. Cái loại thứ ba là cái loại mà nó vẫn còn xa lạ trong quan niệm của công chúng và của đa vật của rất nhiều người giới chuyên môn về được coi là di sản, ví dụ như là những công trình công nghiệp cổ, những cái công trình hạ tầng hãn hữu, mới có những cái như kiểu cầu Long Biên thì được ai thừa nhận là di sản thôi, có rất nhiều công trình cầu như vậy, hoặc là những cái công trình hạ tầng khác mà những người không quan tâm lắm, hay là những công trình mà được xây dựng sau năm 1954, người ta cho là quá hiện đại, nó mới tồn tại vài chục năm mới chưa là di sản, mặc dù nó đánh dấu những cái bước phát triển rất là đặc biệt về mặt xã hội cũng như là nghệ thuật kiến trúc của Việt Nam. Cái loại thứ tư là loại những cái công trình có giá trị nhất định nhưng mà chưa đủ để xếp hạng di sản hoặc di tích theo cái luật nói chung, nhưng nó lại có một cái giá trị đóng góp tổng thể với cái vùng di sản. Ví dụ những cái ngôi nhà trong các làng cổ phố cổ, ví dụ ở Hội An chẳng hạn, những cái công trình mà được công nhận di tích rất ít, nhưng mà nếu chúng ta chỉ giữ những công trình công nhận di tích thôi, chúng ta phá bỏ xây lại hết những công trình mà không được công nhận di tích ấy, thì sẽ không còn phố cổ Hội An nữa, bởi vì nó không còn giá trị tổng thể gì cả, nó chỉ còn là những cái ngôi nhà tồn tại một cách riêng lẻ lạc lõng trên một cái nền không gian đô thị mới mà thôi. Thế cái trường hợp này thì nó gặp rất là nhiều, những nhà cổ trong làng cổ, trong phố cổ, hoặc là những cái biệt thự mà vừa rồi là nhà thành phố dự định bán đấy, 600 cái. 600 cái đấy là phần lớn là xếp hạng loại thấp, tức là loại 2 hoặc loại 3,
là những loại mà không có yêu cầu là giữ gìn thì những cái dạng đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy là nếu mà phá đi 600 à bán đi 600 cái đó để mà người ta thay đổi thành những thứ khác, chỉ giữ lại 220 cái hạng một thôi, thì như vậy là những cái còn lại nó trở thành thiểu số và cái khu phố cũ của Hà Nội nó còn chả ý nghĩa gì nữa. Thì đấy là cái loại mà bốn cái loại này là bốn cái loại mà tôi đã thấy là trong cái hệ thống các cái di sản kiến trúc đô thị của Việt Nam là nó bị đe dọa nhiều nhất, vì nó không được công nhận là di tích cho nên là không được sự bảo vệ của pháp luật. Cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tồn sự tồn tại của vùng mờ này ấy, thì có thể nói là nó cũng có rất là nhiều, trong đó thì có bốn cái nguyên nhân mà chúng tôi cho là cơ bản. Nguyên nhân thứ nhất đấy là cái hướng dẫn về xác định giá trị di sản của luật và văn sử luật quá sơ lược. Chốc nữa thì tôi sẽ có thể chiếu đến một cái slide cuối nói về cái hướng dẫn để xác định các cái công trình kiến trúc giá trị của trong thông tư nghị định của chúng ta thì rất nói rất sơ sài, nhưng mà lại bắt là phải 80 điểm trở lên thì mới công nhận. Thì không biết là cái nguồn gốc nào để tính 80 điểm thì không biết. Và đặc biệt là ở trong các cái quy định của pháp luật Việt Nam ấy, thì người ta rất là coi trọng đến cái việc là cái công trình không gian đấy nó gắn với cả sự kiện lịch sử hoặc chính trị nào đó rất là cụ thể, nó gắn với nhân vật lịch sử cụ thể và tập trung vào cái cá thể công trình mà không tập trung vào cái yếu tố vai trò công trình trong một tập thể. Chính vì vậy cho nên là chúng ta có thể nói là chỉ giữ được những cái gì mà nó có giá trị rất là rõ hoặc là nó mang tính chính trị, mang sự, ví dụ như là tôi có thể nói ngay là công trình như Dinh Độc Lập chẳng hạn, nó là một công trình có giá trị nghệ thuật kiến trúc rất cao, nhưng mà cái giá trị đầu tiên mà được xếp hạng theo luật Việt Nam chính là ý nghĩa về chính trị lịch sử nơi nó xảy ra cái sự kiện quan trọng ngày 30 tháng 4. Chứ còn thực ra nếu mà xét về mặt kiến trúc nghệ thuật thì không hiểu là nó có được đánh giá trong đó không. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cái quan niệm của các nhà quản lý và công chúng về di sản thì không hoàn toàn tương đồng với thế giới. Thí dụ như là cái việc bỏ sót di sản công nghiệp chẳng hạn. Thế giới hiện nay người ta đã công nhận, UNESCO đã công nhận đến khoảng hơn 40 công trình công nghiệp là di sản thế giới rồi, từ hầm mỏ cho đến những cái nhà máy vân vân. Nhưng ở chúng ta thì nhà máy thì người ta không coi là công nghiệp và di sản. Hay là thí dụ như là công trình kiến trúc hiện đại, công trình mà song song tồn tại, ví dụ những công trình xây dựng những năm 50, 60 của Le Corbusier đã có đến 17 công trình được xếp vào di sản thế giới rồi, nhờ công đấu tranh của Docomomo International. Thế nhưng ở Việt Nam thì công trình như vậy thì nó tồn tại vài chục năm thì chưa có thể được coi là di sản trong mắt của cái người 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 công chúng cũng như những chuyên môn. Và cái vấn đề thứ ba đấy là cái vai trò rất là lớn của chủ sở hữu di sản trong việc thực hiện cái quy trình xếp hạng di tích lịch sử. Mà ở đây chúng ta có thể thấy ngay trong cái nghị định về hồ sơ khoa học và xếp hạng di sản của Bộ Văn hóa hướng dẫn đây thì cái việc đầu tiên là phải có cái đơn đề nghị xếp hạng di tích này, mà đơn này thì do cái tổ chức cá nhân chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích này gửi giám đốc. Thế thông thường những cái công trình tư nhân thì không ai làm việc này, tự nhiên là dính dáng với pháp luật làm cái gì phiền nhiễu ra. Chỉ có những cái người mà thuộc về nhà nước ấy, ví dụ những cái cơ quan mà người ta được sở hữu di sản đấy mà gắn bó với lịch sử cơ quan thì may ra họ làm cái việc này, họ gửi đơn lên và nhờ thế thì các cái công trình đó thì mới được công nhận di tích. Vừa rồi tôi có đi một đoạn ở Đà Lạt thì tôi nhận thấy là những cái biệt thự mà thuộc về tư nhân ấy là cái tỷ lệ mà bị thay đổi là cao hơn những biệt thự mà thuộc về nhà nước mà đang treo biển những cơ quan nhà nước, bởi vì là những cơ quan nhà nước ấy thì người ta không không có chi phí để người ta làm cái việc thay đổi đó. Nhưng mà trong cái lớp phát triển những công trình biệt thự đấy thì nếu mà thuộc về tư nhân thì người ta lại sẽ cải biến để trở thành những cái homestay gì những cái gì đó. Thế thì cái này nhiều khi là tư nhân ấy lại cản trở cái việc mà công trình được trở thành cái di tích lịch sử. Và cuối cùng thì các cái quy trình mà công nhận cái di tích này thì nó thường rất là dài. Ví dụ trong quá trình mà làm về cái trạm Bạch Mai ấy, thì chúng tôi được biết là nếu mà cái công trình đấy mà muốn được xếp hạng di tích, cái quá trình nộp hồ sơ lên mà suôn sẻ cho đến lúc nó được công nhận thì mất khoảng 2 năm. 2 năm đó thì có thể là công trình nó chưa chắc nó đã còn tồn tại đủ để cái tình trạng để xếp hạng di tích nữa.
đó là cái mà có thể nói là cái vấn đề mà nguyên nhân dẫn đến tồn tại vùng hồ, tức là chính vì những cái vấn đề này cho nên rất nhiều công trình sẽ không được đưa vào cái danh mục các cái di tích cần được bảo vệ.